Xin chào các bạn trở lại kênh của gia đình Tính Mập TV. Thì lần đầu tiên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay mình chở bé Bách Hợp bụng bự đi khám định kỳ về. Thì bây giờ mình quay Tính lại. Đây là những cái cánh đồng trước cửa nhà mình. Thì đây có trồng hoa hai bên đường. Thì ruộng lúa bây giờ cũng đã thu hoạch rồi, chuẩn bị người ta cày lại, người ta làm xạ mới nữa các bạn. Đây là con kênh để lấy nước tưới, còn đây là đám thanh long. Đây cái chùa. Đó, thanh long là vậy nè các bạn, nó trồng. Đây còn sông trước cửa nhà mình giờ nó hết nước rồi. Sợ lũ lụt cái nọ cái người ta xả cản ra cái đống lại luôn, trong mấy phía trong không có miếng nước nữa. Đây nhà mình đây các bạn, có cây vú sữa bự nè. Hai mẹ con hờ hững ra mình đây. Đi vô. Hai mẹ con hờ mình đây. Rần. Đây, Bách Hợp đây. Đóng cửa lại các bạn. Đừng có hòng ra. Ngáp tới ngáp lui hả? Mấy ông Bách Hợp xuống rồi các bạn. Ông Bách Hợp được mua cái áo mới nè. Gì rần rần hả? Còn đó làm gì rần rần? Nãy chở đi ghé công viên Bách Hợp không dám xa mình nữa bước nữa các bạn. Sáng cho ra rồi, giờ này tối rồi ra gì nữa mấy ông. Rồi cho nó ra chút thì lát nhốt lại. Mẹ mở tay các bạn.
Ừ. Trời ơi, vô nhà tái rồi. Đi ra. Hết nó nổi luôn. Đi vô. Làm gì dữ thần à? Nè thả ra nè, làm gì nó? Ừ, đây đây, đó làm gì được người ta? Cứ tối tối ngày đi theo ông kia. Đây. Vô đây, vô đây con. Bích Hợp. Hợp. Vô 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 vô. Ờ. Vô an toàn. Rồi nằm đi. Rồi phải ấn. Đó thì cái này cảnh buổi chiều của gia đình Tích Mập TV các bạn. Thì cũng có nhiều đó thôi à. Thì hàng rào đã cũng là làm xong rồi, nên cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm giúp đỡ ủng hộ mình trong thời gian qua.